MBB xin chào các bé. Hôm nay cô bé sẽ mở một bộ đồ chơi. Là bộ đồ chơi robot biến hình Transformer biến hình khủng long. Như các bé thấy đấy, đây là một bộ sắp ghép biến hình. Đây chính là một chú khủng long. Một tí nữa cô bé sẽ lắp nó thành một con robot khủng long. Con này sẽ là màu nâu cam. Dragon Transformer. Bộ đồ chơi nhìn rất kinh khủng, đấy chính là một chú khủng long. Đây chú khủng long nó sẽ biến thành một chú khủng long màu cam nâu. Đây là robot. Bây giờ cô bé sẽ mở hộp này ra nha. Thank you.
Như vậy chúng ta đã có một con khủng long. Wow. Wow. Quá là đẹp. Đây một chú khủng long khổng lồ. Các bạn có thấy chứ nào? Đây sẽ là cái đuôi của nó. Cái đuôi sẽ nằm ở đâu đây? Chú khủng long. Đây thấy thế nào? Đây là chú khủng long khổng lồ. Há mồm. Robot Transformer khủng long biến hình. Các bé thích ghét không nào? Các bé muốn theo dõi nhiều video robot nữa, hãy theo dõi kênh Cô Ben TV nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bé. Wow, bye bye.